Sau hơn 2 tháng chìm trong các cuộc biểu tình làm đảo lộn nghiêm trọng đời sống của người dân, vào ngày hôm nay thì trật tự đã dần được lập lại ở đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc. Điều này đã được thấy rõ nhất tại khu Admiralty. Trong ngày hôm nay, tại khu vực Admiralty không còn cảnh người biểu tình tràn xuống các con đường. Thông thoáng, rộng rãi, đó là cảm giác mà người dân cảm nhận được sau khi trật tự đã dần được lập lại tại đây. Bây giờ, rõ ràng là mọi thứ đang trở nên thuận tiện hơn, dễ chịu hơn so với thời gian vừa qua. Là một công dân, một viên chức bình thường, thực sự có những điều tôi nghĩ nhưng không dám nói quá nhiều về vấn đề chính trị. Cá nhân tôi cho rằng, những gì người biểu tình đang làm sẽ mang đến những lợi ích lâu dài, nhưng họ sẽ phải mất thời gian và có kế hoạch cụ thể chi tiết hơn nữa. Vào ngày hôm qua, cảnh sát đã bắt giữ hơn 200 nhà hoạt động và dỡ bỏ tất cả các chướng ngại vật được dựng lên trên đường cao tốc tại Hồng Kông, bất chấp việc vẫn còn một số người biểu tình kiên quyết bám trụ đến cùng. Tôi nghĩ rằng cảnh sát sẽ không di chuyển chúng tôi bởi khu vực này là dành cho những người muốn nói điều gì đó với chính quyền. Vì thế tôi nghĩ rằng họ sẽ không di chuyển chúng tôi. Ở đây không giống như ở trên đường phố. Việc lập lại trật tự cho khu vực Admiralty diễn ra hơn 2 tuần sau khi chính quyền Hồng Kông loại bỏ một địa điểm biểu tình ở Mông Cốc, làm dấy lên các cuộc đối đầu giữa cảnh sát và người biểu tình trong nhiều đêm liên tiếp. Một số người biểu tình hiện vẫn cắm chốt tại khu vực Vịnh Causeway,